Ôi thương con mà cái ơi, con với à. Bố nó mẹ nó ha, bao đi mua đó ha, ăn giá. Bưởi mấy tại bưởi mấy số nó. À mà ta chú nhà là yên nó ra giờ chú vẫn bưởi nha giờ. Ừ nó thối nhất nó lý cánh này. À đang nỉ rồi. Ờ đi. Nỉ còn bằng nỉ. Nó đỡ mẹ ha. Bao ha dùng đỡ xin mà chốn nị ra dầu na hơi vườn na bưởi mà sột ngã cơ non hỏi thăm cho đề ngà chủ vườn ngày nay giờ ơi lên đoạn vườn na nị alo alo được alo 1 2 khi hỏi mẹ ha thì ha đỡ mùa ra dầu na hơi đó là đẹp đẹp em ơi 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 ha chú vườn na đi xa ở chỗ na nơi ni đâu cặp mặt ủn thì đỡ mùa là bưởi ni ở ni phong cảnh hiu tình ước hạ chi đỡ cặp bạn tình ngày xưa chẳng rồi ha ơi mua con lại bưởi luôn là ở ni phong cảnh đẹp mà non ước chỉ đỡ cặp chú vườn đỡ mùa giờ em ơi ở ni trăng có chú vườn ở ni chỉ có cái người là thế tôi đã ổn ngày mà nhớ mà thương thiêng ngày nhớ thiêng bạn vương ôn yêu ni rồi ơi tiếng ni măng tầm măng tìm ở nhà chín lỡ mặt đỡ tìm ở là ngày cũng đã bàn ơi ngày ước hạ chi đỡ ăn chúng vườn đỡ chậm mà chẳng rồi nga ơi lỗi ơi dượt lỗi thiệt ngày mà chung un mà năm xưa đi dò bàn ơi chẳng mắt có phải ngã chẳng năm xưa lạc ủn nàng thím mình chẳng dò em tiếng ai má ngọt như đường tiếng ai má chuông cái phương đi lũ dò bán ơi bờ ngay anh biển là thế xa quê cất bước tình mương nơi đi đà bán ơi em ơi con nhớ rằng ngã quên nhớ ngày đổi bàn phong
được hạ chi đỡ ăn chúng vườn đỡ chậm mà chẳng rồi nga ơi lỗi ơi giọt lỗi thương ngày mà chung un mà năm xưa đi dò bàn ơi chẳng mắt có phải ngã chẳng năm xưa lạc un nàng thím mềm chẳng dò tiếng ai má ngọt như đường tiếng ai má chuông cái phương đi lũ gió bán ơi bờ ngay anh biển lạ thế xa quê cất bước tình mương nơi đi đà bán ơi em ơi con nhớ rằng ngã quên nhớ ngày đổi bàn bắt bà cùn má lên với nhỏ chẳng giờ em ngã xin na un quên lại nơi đi đời anh lộn ít có phải lửa thì mắn chưa chẳng giờ bán nơi e nhỏ đi chín cái mùa đến đi kiếm cao ăn đua la thế rồi để nhà bán ơi con na un như tầm má lúa đau vắt vờ ngoài chờ biết bao tay ai hỡi anh à khốn đời lầm ổn ơi thương đang có gặp mặt cái ngày nó nữa đã bán nơi định đi cũng bởi là mua trăm cân lạc bộ lật lại cho vừa lắng anh đã để nhà bán nơi con na un như thế con chim tôi đâu ngủ đây biết tìm về đâu ơi anh ơi chim côi con cò chúa rừng uốn côi chỉ có một mến một thân này là anh chín uốn quên mặt lại anh đưa anh ngõ ẹt còn lên như chưa chẳng giờ bán ơi chốn thơ than con un ngậm ơi chùa ngay đũa tàng với đời kinh con để cài cho người nối tông đường cho em đà bán ơi dạ em un nhớ un thương bạt cơm đôi đùa vẫn như nghe măng cảm động un đắng lòng chẳng giờ bán ơi xa xa em un vẫn đợi chờ chờ cho lặng lăn khao mơ mới thôi thưa thì un đã
mệt lên ngỡ đồ ngỡ bơi anh đại yêu anh quên lại bố mẹ có cháu khôn chúng nhà.